Thưa quý vị, thưa bà con, các bệnh ở gia cầm, đặc biệt là ở gà, thường có thời gian ủ bệnh lâu nhưng thời gian phát bệnh nhanh, khiến người chăn nuôi khó nhận biết, dẫn đến bệnh lây lan nhanh và gây chết hàng loạt. Trong mục Mách nhỏ nhà nông, chúng tôi sẽ hướng dẫn tới quý vị và bà con một số kinh nghiệm phòng trị một số bệnh thường gặp ở gà. Bệnh hen gà hay còn được gọi là bệnh CRD là một bệnh mãn tính bắt nguồn từ vi khuẩn Mycoplasma. Bệnh dẫn đến các hệ lụy như viêm túi khí, viêm niêm mạc xoang mũi và khó thở. Bệnh thường xuất hiện chủ yếu ở gà con trong giai đoạn từ 3 tuần đến 3 tháng tuổi. Khi mắc bệnh, gà sẽ mang mầm bệnh này suốt đời. Mức độ phát bệnh nặng nhẹ phụ thuộc vào vệ sinh của chuồng trại, điều kiện khí hậu và sức đề kháng của gà. Bệnh có thể sớm nhận biết thông qua các triệu chứng như gà phải vươn cổ để thở, có tiếng rít khi thở, mắt sưng chậm lớn và thường xuyên vẩy mỏ. Để phòng bệnh, người chăn nuôi nên chú ý giữ vệ sinh khu vực chăn nuôi, đảm bảo các máng ăn, máng uống đều sạch sẽ, hạn chế khí độc tiếp xúc đàn như amoniac và CO2. Bên cạnh đó, chủ đàn cần giữ nhiệt độ chuồng phù hợp, tránh các tác động trực tiếp của nắng, mưa và gió và tăng sức đề kháng cho gà bằng cách bổ sung thuốc gia cầm và nước uống để bổ sung vitamin, tăng cường các chức năng gan, thận, tiêu hóa và cung cấp chất điện giải. Khi phát hiện bệnh, người chăn nuôi cần nhanh chóng vệ sinh chuồng trại bằng thuốc sát trùng định kỳ 2 lần một tuần. Đồng thời kết hợp bổ sung thuốc kháng sinh cho gà theo công thức sau: dùng thuốc Juice 200 với liều lượng 1g trên 10 đến 20kg trọng lượng, 1g trên 2 đến 4 lít nước, sử dụng liên tục trong 5 ngày. ADE Bicomplex C, Vita C 10S. Bệnh tụ huyết trùng. Tụ huyết trùng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuất hiện ở gia cầm lẫn gia súc, có khả năng gây tử vong đàn cao. Bệnh do vi khuẩn Pasteurella muntoxida gây ra. Loại vi khuẩn này được sinh ra bởi các yếu tố gây stress cho vật nuôi như thời tiết thay đổi đột ngột, chuồng trại kém vệ sinh, thức ăn bẩn, thay đổi môi trường sống hoặc trải qua quá trình vận chuyển xa. Vì vậy, gà có xu hướng mắc bệnh vào những lúc giao mùa và dễ bắt gặp ở gà từ 2 tháng tuổi trở lên. Bệnh có khả năng lây nhiễm nhanh qua đường miệng, đường hô hấp, tiêu hóa và các vết thương ngoài da. Mầm bệnh có thể tồn tại ở trong không khí, thức ăn và nước uống của đàn gia cầm. Bệnh thường có hai thể biểu hiện: thể quá cấp tính, gà đột ngột nhảy sốc lên và tử vong; thể cấp tính, gà sốt cao từ 42 đến 43 độ C, bỏ ăn, xù lông, có nước nhờn chảy từ miệng, nhịp thở tăng; màu gà tím tái do tụ máu, thở khó, cuối cùng gà chết do bị ngạt. Các triệu chứng này chỉ xuất hiện vài giờ trước khi chết. Thể mãn tính, gà gầy, có hiện tượng viêm khớp mãn tính, gà thường xuyên thải ra chất lỏng có bột màu vàng giống lòng đỏ trứng, màu, yếm sưng phù nề. Bệnh tụ huyết trùng thường gây chết nhanh, khiến người nuôi khó quan sát dấu hiệu của bệnh. Do đó, cách duy nhất để gà không mắc bệnh là tiến hành phòng bệnh ngay từ khi nhóm đàn. Khi mua gà giống, chủ đàn cần thực hiện cách ly 30 ngày trước khi nhập đàn để quan sát thể trạng gà và phòng tránh lây bệnh cho đàn. Tăng cường vệ sinh chuồng trại, đảm bảo nguồn nước và thức ăn sạch cho đàn. Sử dụng các thuốc thú y chuyên dụng để tăng cường khả năng kháng và phòng trị bệnh cho gà như ADE B-Complex C, Vita C10S, Electrolit, dùng kháng sinh SH Amoxicillin 500, 1g trên 25 đến 50kg, tương đương từ 5 đến 10 lít nước, hoặc Juice 200, 1g trên 10 đến 20kg trọng lượng, 1g trên 2 đến 4 lít nước. Chuyên mục thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Hy vọng với những thông tin của chuyên mục sẽ giúp cho bà con có thêm kinh nghiệm trong sản xuất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chuyên mục Thời tiết nông vụ tuần sau.